Chị ơi, chị ăn gì á? This Ăn is my gì? favorite part of the day. Chị ăn. Của bà, của mẹ, chay. Mẹ đâu? Của mẹ đâu? Của mẹ. Sao mẹ không có? Nè, nói chuyện. Nói chuyện. Quay nét hay gì á? Không. Hello, chay. Mẹ ăn nè. Con ăn gì á? Ăn gì? Ăn whipped cream mẹ. Ăn whipped cream ngoại. Ngoại. Ôi trời, ngon dữ rồi. Đi ăn. Ngoại ăn kìa, đút ngoại ăn kìa. Đút ngoại dơ điện thoại tôi đi à. Đó, thấy chưa? Dơ điện thoại tôi rồi đó. No, mẹ quýnh con nghe cháy. Nó đòi, nó đòi, hồi trưa này nó đòi thay đồ đi đi ông nội hồ bơi. Đó, mẹ mẹ thay đồ đi đi nội đi bơi, con muốn đi bơi. Ừ, thương không? Đó. Hết bữa về nội bơi với ba chí nội với anh hai nha. Con muốn đi bơi, hổng tại con nhà không buồn rồi phải không? Quá buồn luôn. Sáng mai em ở nhà đi bơi mà. Mặc áo này cưng kìa, mặc áo này thấy da trắng bóc à. Giờ là cỡ 9 giờ tối nữa, à. Nửa gì? Nửa. Ủa, whipped cream quá trời rồi, còn nửa gì nữa? Đây mày lấy whipped cream cho. Đây mày lấy cho. Đây nè, quá trời luôn nè. Đã quá. Ồ, ồ. Quá. Thôi để chay ăn trước đi ngoại. Rồi, rồi giờ đút cho ngoại đi. À, đút ngoại đó, đừng có đứt dơ điện thoại mẹ nha, không có chỉa vô điện thoại nha. Chỉ đút giỡn thôi chứ ngoại ăn không có được, nên con đừng có chỉa vô điện thoại của mẹ dơ nha. Mẹ nói rồi đó, mẹ không có giỡn đâu. Ờ, đúng rồi. Ngoại là ngày nào cũng gọi giờ này đó cô chú, 8-9 giờ tối bên này là 8-9 giờ sáng của ngoại. Cái gì vậy? Be careful JD, you might hurt yourself. You might hurt yourself. Chay à? Mình sao không ăn nữa? Hả? Mình sao? Chay, hồi nãy con có thấy cái cô kia vẽ con không? Thì mày cho lại nè, cho coi lại nè, cái cô kia vẽ con á, cô vẽ con mà đây nè, mày cho coi lại nè nha. Cô đó cô vẽ chay đẹp quá. Cô nói lần đầu tiên cô vẽ mà cô lấy chay ra cô vẽ luôn á. Đây. Đây nè, đó, ngoài thấy chưa? Rồi đưa cho chay coi nha. Một, để cho phẫu cợt mặt chay lại coi. Một, hai, ba. Chay thấy chưa? Ai á? Chay hả? Who's that? Is that Jade? Is Môi. That you? Is that a picture of you? A picture. Oh. Who? Jade, who draw you? Who drew you? Who drew you? Who? Nè bây giờ chay nói cho ngoại nghe nè nha. Bây giờ chay nói cho ngoại nghe coi mẹ tên gì. Mẹ tên Julia. Bậy. Bậy không? Mẹ tên Julia. Bậy, mẹ tên gì? Mẹ tên mẹ. Không phải. Mẹ tên Úc. Bậy, mẹ tên gì? Mẹ tên mẹ. Con biết á, con đừng có xạo, mẹ tên gì? Con chay. Úc phải. Úc cá người. Mẹ tên gì? Đá quần rồi. Ủa đá quần rồi nào? Xạo quá, mới đi đá xong giờ kêu đá quần. Đi chơi nè. Bụng con ăn ăn. Bụng con ăn sao? Bụng đi đâu đá quần. À, bụng ăn quá rồi bụng bự á hả? Trời ơi, vô duyên quá, bụng bự cũng mà dở lên khoe nữa. Đi học đi. Đi đâu con? Đi học. Cơ. Đi đâu hả? Đi ho. Ủa muốn đi ho hả? Bậy à, cái đó bậy à, bụng bự muốn đi ho, cái đó chắc bị quýnh quá. Cái gì vậy con? Wow. Nè con biết cái này là ai cho con không? Dạ. Ai cho? Bậy không? Tôi mệt bà quá, bà cái gì mà cũng mua á. Hả? Cái cô, mấy cô ở bên Việt Nam mua cho chay á. Được, con nói đi, mấy cô Việt Nam. Cô Việt Nam. Đúng rồi. Đúng rồi.
Đúng ba, rồi. Ba sẽ làm. Ba làm sao? Ba làm đổ. Ba làm đổ nào con? Con sao con đổ thừa tầm bậy quá. Chay đổ. Chay đổ đúng rồi. Nó ngoài đổ nón lên cho cô chú coi coi. Từ 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 từ. Mẹ mà. Mẹ đâu có hối con đâu. Mẹ quan chiêu. Con sẽ đổ. Cái gì? Con sẽ. Quay lại cho mẹ. Bây giờ Chay nói cho cô chú nghe mẹ tên gì? Mẹ tên Chuya. Dạ. Mẹ tên gì? Mẹ tên Chuya. Dạ. Mẹ tên Ngọc. Mẹ tên Ngọc. Đúng rồi. Ba tên gì? Ba tên Ngọc. Ba tên Ngọc luôn hả? Ba tên Chuya, ba tên Ngọc. Ba tên gì? Ba tên Bị Bị Sát Đu Đu. Ba tên Bị Bị Sát Đu Đu Đu. Tạo quá. She is a baby shark. Con tên gì? Mẹ quay kìa. Con tên gì? Con tên gì á? Con tên Chu Dạ. Bảy con. Con tên Jay. Jay. Sầm sàm không ứng nói sầm sàm không à. Ba tên gì? Gì con? Cái gì con? Mẹ chưa chưa. Mẹ từ từ sao? Mẹ chờ chờ con. À bây giờ con kẹp cho mẹ hả? Dạ. Trời ơi cô đứa con gái thương hết sức rồi. Trang điểm cho mẹ nó rồi. Làm gì hả? Cắn chi? Bóp là không được hả? Đây nè con dùng cái tay con á. Bóp ra. Không mà nó mạnh quá con bóp không được không? Con đi để mẹ tự bóp, để mẹ tự dài nè. Đà. Nhóm. Ủa đồ nón luôn hả? Rồi nó luôn. Em nó nghe mà kẹp rồi đổ nó coi ai thấy cái kẹp. Hả? Chào đâu? Đậu đâu? Đậu nè. Thôi chào xích ra. Hả? À à xích ra xích ra chứ vậy là đâu có thấy. Ui da. Ui da. Thôi kẹp rồi lỡ rồi lỡ lên luôn đi. Lỡ rồi bỏ nó lên đi. Đổ nó lên đi. Ok. Ok. Mẹ ai dầm. Cháy quam. Nữa. Này là cái này là cô chú mua cho cô mấy cô mua cho Chay mà mẹ xài nha. Nữa. À nữa. Cái này hả? Trời ơi cái này. Này lung linh mưa gió quá. Ai gọi đây? Wow. Ủa ai gọi lại hả? Very nice. Gì nữa hả? Nữa. Nhiều dữ hả? Nữa. Không. Thế nào? Kẹp cho ngoại không? Không. À ngoại muốn. Nữa hả? Kìa chay ba quy kìa chay. Nữa. Ba quy kìa. Từ ba quy đó cái gì? Ba quy từ từ chờ chút, người ta đang chơi. Ta từ từ. Nữa nha. Trời ơi, biết làm hết cái đầu luôn nhưng khùng vậy. Nữa. Con nghiệp kẹp lên hết, nhà có điều kiện mà. Nữa. Mẹ hết thấy đường rồi đó nha, hết thấy đường rồi. Nữa. Chà kẹp này khó nè. No, you put it over the bunny. You can't have them overlap. This one, sao? Huh? Rồi mất tiêu rồi. Broken. Rồi xong rồi. Modern. Cái này không, cái này mày cột rồi, mày cột dưới đây rồi. Không có chụp cái sai. M1. Khi mà trả. Này sao? Này sao? À đeo vô hả? Đeo vô nhẫn hả? À đeo nhẫn, đeo nhẫn. Nhớ. Nhớ mẹ. Hết chỗ kẹp rồi. Hết chỗ kẹp rồi. Kẹp vào chỗ này nha. Dạ. Đã. Đeo nữa. À đeo nữa. Đeo vô. Rồi đeo vô luôn. Rồi xong. Ai đeo không? Trời ơi cô chú thấy chăng? Con. Còn đâu? Trời ơi chưa hết hả? Bỏ tiêu ngón này. Bỏ vô ngón này. Rồi. Yeah. Từ từ. Rồi sau khi kẹp xong là phải đổ nón lên cho che. Vậy cái mục đích hồi nãy giờ kêu kẹp nguyên cái đầu làm cái gì vậy trời? Kẹp cho
Kẹp chỗ nha. Kẹp cho gọn vô để đồ nón không? Hả, hồi nãy giờ kẹp cho gọn vô tóc cho chứ đừng có bù xù lên để đồ nón gì. Đã đi lên. Đâu quá rồi. Con. Nó bị sốt. Rồi. Rồi, kẹp vô đây. Rồi, xong. Chụp hình. Nó cửa cầm. Thôi đừng có cầm, cô cầm quay mẹ làm chi. Để mẹ cầm, mẹ quay con. Ui cha. Ui cha ơi. Cái kế quá. Rồi, đẹp ơi. Để chỉnh sửa nón lại đi chứ. Trời, nhìn mẹ đẹp không? Mẹ cầm cửa cầm. Thôi đừng có cầm đi, mẹ cầm chứ. Mà con thấy mẹ đẹp không? Dạ. Dạ hả? Hôn mẹ miếng đi. Hôn mẹ miếng. Oh, thank you. Sao con gắn cái đó vô mắt mẹ? Xuân môi hả? Ừ. Má hồng đâu đánh má hồng. Đó, sơn dưới nữa. À còn sơn dưới cổ nữa để cho nó trùng màu. Còn sao nữa? Con này mà mong mốt nó biết make up lẫn đè, tôi ráng make up biết mỗi ngày mốt đẹp quá chịu sao nổi chay. Giờ mẹ trẻ, mẹ không biết make up mẹ xấu, mong mốt mà mẹ già rồi, mẹ càng già mẹ càng đẹp ai chịu cho nổi chay. Ừ. Mẹ già rồi có con make up cho mẹ. Không cho make up. À đúng rồi, phải vậy. Ừ. Trời ơi, sau này tôi càng già tôi càng đẹp luôn, chịu không nổi luôn. Đẹp luôn. Đẹp không? Đẹp. Ôi, I love you, Jay đi. Ai xin môi. Xin môi sao? Xin môi. Xin xong. Xong chưa? Xin hiểu. Đẹp không? Dạ. Rồi con sơn môi con đi, Rồi đánh dưới nữa. Hết rồi. Hết chưa? Rồi đánh mắt nữa. Đánh mũi thì sao? Đánh mũi cho mũi cao lên. Đánh mũi cho mũi cao. Đó. Đúng rồi. Bà môi lại. Đẹp chưa? Quá luôn, xịt cho thơm nữa, xịt cho thơm sao? Thơm quá. Áp cho xe mây. Ừ, xong rồi. Ok. 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 Và mẹ wake up. Wake up mà, wake up mẹ. Con nó đang make up cho mẹ nó đó ngoại, em nội. Make up cho mẹ hả? Make up đi vương vương. Bông. Sao? Yêu mẹ. Con mẹ hả? Mẹ có quấn con không? Không. Mẹ đó. Không hả? Chúng mẹ quấn con nó lộn nha. Con ta trung thật mà mẹ có đâu giờ đánh không? Ừ. Ủa bánh cúp giỏi ghê không? Mất nợ có quấn con không? Không. Không hả? Ờ. À, cô nói con đi đâu? Con đi bơi với ai? Giật. Đi với ngoại. Đi bơi với ngoại phải không? Đi bơi với ngoại phải không? Đi không? Đi về đi, đi bơi với ngoại. Cái áo cò cao ráo kìa, không lớn không? Trời ơi, ngồi chắp cái tay nghiêng qua bên nó mấy cái tấm hình đấy. Trời ơi, người ta coi, người ta nói quá trời luôn. Xe mai. Ờ. Xe mau vậy? Ừ, từ từ ngoại đưa môi vô đây. Ngoại đưa môi vô đây. Đó, ngoại đưa môi vô kìa, sang đây. Trời ơi, nó đánh hết mặt luôn rồi. Đẹp quá. Ui chào ơi. Rồi, đánh lật ngoại luôn mà. Cầm lên đánh mới được, cầm lên. Con cầm lên đi, cái con khỏi dựng nữa. Quá, da mặt chị đẹp ghê không? Đánh sao mà da mặt còn ngoài đẹp như vậy nữa.
Ngoại, ngoại với chay ông gì đó, mẹ chay với ngoại chay là mơ mút, thì càng gì già là càng đẹp, tại chay sửa soạn đó. Con trang điểm cho bà ngoại da đẹp giống như con đi nha. Trời chắc, hả gì? Trời chắc. Có son màu hồng đó nha, bà ngoại. Bà ngoại thích son màu hồng đó nha. Ok, con đi sẽ món chay. Chay, chay, nè, sơn môi ngoại nè. Từ từ, từ, đang sơn móng tay. À, sơn móng chân luôn, giờ quốc sức sơn móng chân luôn. Thấy chưa? Sơn móng tay ngoại với nè, chay. Sơn móng tay, sơn móng tay, móng nó điệu cỡ này, ai chịu cho nổi nó trời. Look, you, trời ơi trời. So you look hilarious. Điệu cỡ ai? Chay, con điệu cỡ ốc con chay. Con điệu giống ai? Trời ơi trời, chịu không đường nổi luôn. Không chịu nổi với bà thì hàng gửi bà sưng ngôi, sưng móng tay, bất cứ make up. Mỗi lần hỏi mẹ, mẹ cũng muốn coi iPad. Thôi muốn coi gì, cũng muốn coi make up. Không mai nó thấy thương không? Mai cùng tay ốc móc phải cưng dữ người ta. À, có make up không à? Con nói cho ngoại nghe con, mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì chay? Bận tranh bận. Đánh ít ít thôi, đánh đậm quá không có đẹp. Quá đinh đậm không đẹp. Mẹ tên gì? Nói ngoại nghe mẹ tên gì? Hồi tối nay mẹ chỉ con á, mẹ tên gì? Không được đâu hả? Mẹ sợ nó phấn nè. Cái này là siêu ít đúc luôn. Sen. Sen ơi Sen, coi dây backup kìa Sen. Có ba Quy, có ba Quy kiên nhẫn coi chay và chỉ Sền nó không có coi đâu. Kêu ba Quy coi đi. Sền nổi chưa cái vậy? Trời ơi cái thằng Sền đó. Gì? Ta xích. Ngoại xích ra, ngoại xích ra. Mẹ. À không không, nó muốn coi cái cặp, nó muốn coi cái cặp nó kêu ba xích ra. Mẹ con muốn ngay. Con muốn nào? Cô muốn này, ba ngồi ba che cái cặp, nó thấy cái cặp đằng sau lưng nó kêu xích da, xích da. Rồi hả, cái cặp này có baby doll, mẹ mẹ cũng muốn này. Sao mà bà hai chị, cái cặp có hai chị đẹp không, tao mất đây thời đây nè. Đó, ủa mà sao nhà hai thằng trai mà có cái cặp gì vậy? Hả? Đừng nói mua cặp đó cho mình sành mang đi nha. Cái cặp này của ông Tố tặng cho bên sân. Trời ơi trời. Mai, mai mà bữa hổm, ổng không đẩy cái bà đi đó đi ra sân bay. Chứ đẩy bà đi sân bay không, không mắc cười chết luôn á. Trời ơi. Cho chay nha, bà ngoại để dành cho chay nha. Ngoại để cặp đó cho con nha. Dạ. Ừ. Nó kêu, nó đằng sau ba che đằng sau lưng, bà kêu xích giá, xích giá, xích giá. Có hai chị đó đẹp không? Barbie đó, cái đó là búp bê Barbie đó con. Để con mẫu bà ngoại mua. Để mua cho con đó. Nó giờ giờ cái gì cũng được mua á. Coi, coi gì mà trên đây, coi gì mà trên YouTube là mẹ mẹ cũng muốn này, muốn này. Thường ghê á. Trời trời trời, chay chay cái này phải gỡ ra chứ, con đeo cái này là siết siết chân con nè. Này đeo trên tay mới được. Đeo trên tay, đưa tay cho mẹ đeo. Muốn trắng hồng mà thương. Nói nó là đen thui. À ma ma ma. Nè đeo vô, đeo 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 đeo, mua phẹt vô, mua phẹt cho nè, mua phẹt cho nè, đeo vô. Nó thấy cái cặp mà hả, nó cùng của ông ngoại xích da để nó coi á. Xích da, xích da, nó nói chữ xích da mắc cười lắm. Em muốn dễ. Em muốn dễ. Muốn dễ hả? Dạ. Ok. Để bà ngoại để cái cặp nó cho chay mới được. Nó dễ ngoại. Này bây giờ con muốn dễ ngoại phải không? Ok à, bây giờ dễ ngoại đi, dễ ngoại. Lấy, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, rồi mới lấy tập cho. Dễ ngoại cho cô chú coi nha. Ok. Có vẽ cặp con đi. Dễ đây nè. Dễ con bút này nè. Rồi. Rồi từ từ. Rồi dễ ngoại ơi, dễ ngoại cho cô chú coi. Cái đó là cái gì? Dễ cái mặt phải không? Rồi. Dễ con mắt ngoại đi. Hả trời. Hả? Trời. Hả làm sao? Hả? Cầm đàng hoàng, cầm cái bút đàng hoàng, cầm cặp thấp xuống. Hả chưa chưa. Rồi từ từ làm đi. Okay. À, má môi cho bà ngoại luôn nha. Nhớ nhớ dễ son môi nha. Ờ, dễ bà ngoại xong rồi dễ son môi nữa, bà ngoại thích son môi. Đúng rồi, dễ cái mặt nhỏ nhỏ thôi, mặt bự dữ vậy. Cái mặt dài giống cái xài dữ vậy.
Vẽ mặt ngoài giống đậu phộng. Đó, ui trời ơi. Ôi, đúng vậy. Wow. Nó vẽ ngoài kìa, thấy chưa? Xem môi em. Vẽ xem môi. Sơn môi đi con, sơn môi vào ngoài đi. Thôi đừng có vẽ trên, trên này là của mẹ học, đừng có vẽ trên đây. Của mẹ. Giờ con vẽ ai á? Vẽ mẹ. Vẽ mẹ phải không? Mắt nè. Mắt nè. Mũi nè. Sơn môi. À, con sơn môi mẹ hả? Mũi nè. Mà mẹ đó, cô chú thấy mẹ chưa? Quá đẹp luôn. Ê ba. Giờ con vẽ ai? Vẽ con vẽ ba. Mẹ tự làm. Mẹ tự làm hả? Ok, mẹ tự làm. Bây giờ mẹ vẽ này nha. Giờ mẹ vẽ chay nha. Dạ, vẽ ngoại. À không, vẽ ngoại phải không? Rồi giờ nhìn ngoại nè, canh ngoại nè. Đó, canh nha, chưa? Cái đầu ngoại nè nha. Con mắt ngoại nè. Mũi ngoại nè. Cho cô chú coi luôn. Sơn môi. Sơn môi cho ngoại nha. Chữ cho ngoại cái môi bành Kitô nha. Sơn môi luôn. Lỗ tai nè. Tóc ngoại nè. Đó. Đẹp chú... quá không? Đẹp quá không con? Cô chú thấy giống ngoại chưa? Cho ngoại coi coi, chạy chạy chú. Vẽ ba đi. Vẽ ba đi luôn hả? Dạ. Trời ơi, vẽ ba đi nó lấy như vẽ nguyên cái người luôn á. Vẽ. Trời ơi. Rồi, vẽ ba đi luôn. Đó, vẽ ba đi cho ngoại luôn ha. Nhìn nhìn ba đi của ngoại giống trái táo không? Giống không? Giống. Vẽ cái nút áo nè. Đó, cái nút áo nè, cái tai ngoại nè. Đó, cái chân ngoại nè. Cái chân mẹ. Rồi con, từ từ. Con cắn kìa. Ai xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Con chờ ơn con này. Con chay làm gì mà thơm dữ ta? Thơm quá. Ở nhà. Thơm quá. Kêu ra. Lâu lâu cũng lén xịt dầu thơm phải không? Có không? Có lâu lâu lén xịt dầu thơm không? Sao thơm vậy? Mà. Wow. Bây giờ con vẽ, con vẽ con gà đi. Ok, vẽ gà. Ok, vẽ con gà. Vẽ ngoài. Vẽ ngoài, vẽ cố. Vẽ ngoài, vẽ cố luôn hả? Vẽ ông cố luôn. Vẽ ông cố ngồi uống cà phê nha. Con cầm vậy nè, cầm thấp xuống. Bây giờ vẽ ông cố nè. Ông cố thì không còn cái răng nào hết. Nên vẽ con mắt cố nè. Mũi cố nè, miệng thôi chứ đừng vẽ răng. Lỗ tai cố nè. Tóc cố nè. Đó. Rồi bây giờ vẽ ly cà phê nè nha. Cái ly nè. Đó, con ghi chữ cà phê. Đó, giờ là vậy là ly cà phê, thấy không? Áo nè. Áo. Ừ, vẽ áo nữa hả? Không vẽ. Vẽ ngoài, vẽ ngoài. Vẽ ngoài rồi. Vẽ cho, vẽ tiếng gì? Không vẽ vẽ ngoài. Vẽ vẽ. Vẽ tâm vẽ chính nữa. Mẹ ai làm? Con hoàm chứ ai? Mua phẹt đâu mất tiêu rồi? Mua phẹt đâu? Mua phẹt chơi đâu rồi?